Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game gây ức chế cho bao nhiêu người chơi. Và nó sẽ chôn bạn. Và đó là tựa game Hỏi Ngu. Thì nó thì mình sẽ bắt đầu chơi. Game thú vị không bạn? Thì cứ bán thì có đi đánh giá sao. Ok, thì ở đây nó có hai gói, một gói là Hỏi Ngu và một gói là Cát Khánh. Thì lúc đầu mình sẽ chơi Hỏi Ngu trước. Ok, ở đây thì là số câu bạn đã trả lời được, ở dưới thì là độ mạng, nói chung là cái mạng bạn đang có, còn này là tác giả. Ok, bắt đầu. Tại sao nước sôi mới cho rau vào? Chưa sôi sao chín? Vodka vodka là gì? Là gì? Rượu hả? Ngồi hôm nay nhậu sắc mặt lợn cho biết. Đây là số mấy vậy? Số 5. V là số 5 La Mã. Một cậu bé đi xe đạp sắp bị ngã, hỏi ai đỡ cậu bé dậy? Lộn lộn. Ủa, không ai đỡ hết được là sao? Ok, thì mình sẽ chơi lại nhá. Điểm, ủa số điểm cao nhất 20 chắc là ai chơi. Khi Kim R và Kim Phúc nằm giữa số 1 và số 2, 12 giờ. Hít gì mà bạn không hít như ngày nào cũng phải hít không khí? Bụi bám. Lộn, hít lộn. Nghe nghĩ trong mắt bấm lại. Được. Khỏe ra. Nghe nắng. Ông họ trong lớp mấy đứa đố con này ý. Con gì nằm trong bộ phận của con gì? Của con gì là con gì? Con gì? Ngươi hả? Ngươi nằm trong con mắt và bộ phận của cơ thể con người. Con ngươi là con... Làm cách nào để lên mặt trời? Đi ngủ. Đi ngủ nằm ở lần lên được thôi. Một hôm Bi nhìn thấy dưới đất có bọc tiền lớn và một mẫu xương. Sao Bi lại dọn được xương? Vì Bi là con chó. Con ốc sơ leo lên một cái cây cao 13 mét. Ban ngày nó leo được 3 mét, ban đêm lại bị tụt xuống 1 mét vậy mất 5 ngày 6 ngày. Một ngày ốc sơ leo được 2 mét. Lên xuống ngày mà ở quá trời heo. Uống nước nó ngủ. Ôi trời. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua câu Cát Khánh. Cái gì cũng chưa ngờ. Cái ví tiền. Một sân trường có 8 cái cây, một lớp trồng thêm 2 cây nữa, hỏi chồng cô hiệu trưởng tên gì? Đây là câu đâu? Những người kia. Nó hơi mệt quá rồi. Mấy lần bạn sai thì nó sẽ đổi chỗ câu hỏi ấy, nên bạn có thể sẽ bị bấm nhầm. Kiểu 2 viên, còn lại 5 viên. Mình không cho. Mẹ của Hân nó bị gửi hôm nay ăn hỏi, ăn tát sắc mặt luôn ấy. Tướng Natalia. Ai đó trên. Khi phát thế thì hồi chơi bóng. Một đàn nai ham hở chạy vừa mới chết 3 con, còn mấy con? Còn 15. 32. Vậy là 49. Ủa sao 49? Trong sở hữu con này. Giờ sở hữu này chạy đi. Con ngồi. Ây da, mỏi tay.
gì? B là bố của A nhưng A không phải là con trai của B, A là ai? What the fuck? B là bố của A nhưng A thì con gái của B. Có một ông chu nuôi một con chó và một với chị tương lúc tôi ngay lê con heo nghi con cho xe bi ý quách là tiếng dân tộc hả? Cả hai con heo không con nào quách là dịch nghĩa từ con sao con cứu quách là chôn nhau à. Sắt để ngoài thì để hết và để ngoài thì mất. Để ngoài người ta chơm rồi. Không biết thì xương sống, xương đùi. Cái gì không gõ mà kêu sắm. Một nhóm nhạc có ba chàng trai ở Trung Quốc. T-Boy. Chân gì dài nhất trên trời? Công gì có 2 trong 1? Người gì có 2 đầu 2 đầu 4 tay 4? Người đang mang thai. Một người con gái đi. Người các cái ấy rồi. Người con trai thấy gì? Nó sẽ là đầu tiên mà ai khi Khám yêu ai? Và sao? Khám cô Hòa. Nó mệt quá này, nó hỏi gì nó. Ok, bây giờ mình sẽ chơi lại một lần cuối cùng và mình sẽ dẹp. Nãy giờ mình bị nó trôn rất nhiều rồi. Nó hơi có chói không ta? Trên da dưới cũng bằng da, để vào thì ấm rút ra thì lạnh. Đôi giày anh đâu nhớ nhất của thân quên này. Red Cup trải qua fan mà fan xong ấy, cái gì mua về màu đen nhưng là màu đỏ ham tốt lên. Yes, I am Batman. Một sảnh trường có 8 cái cây, một lớp trồng thêm. Tôi hồi nãy bị chôn cơ nè. Khi ba mẹ cấm hôn nhân giữa tương và... What the fuck, chết. What the fuck. Chôn. Oh shit. Nó chôn mà nó... Con ngựa. Con ngựa. Ngựa. What the... Ok, thì video của mình cũng đã dài. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và share video này cho mình. Và hãy nhớ nếu tốt hơn thì hãy subscribe kênh của mình nhé. Bye bye.